liên quan đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, giữa căng thẳng máy bay quân sự Trung Quốc và Mỹ lại cùng áp sát Đài Loan. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi hàn gắn mối quan hệ Bắc Kinh-Washington. Tại Nga, ông Navalny cười nói chuyện với luật sư trước phiên điều trần. Chính biến ở Myanmar khiến cho thế giới ra sức phản đối. Theo đó, Vương quốc Anh triệu tập đại sứ Myanmar sau cuộc đảo chính. Thủ tướng Thái Lan cảnh báo truyền thông cẩn thận về việc đưa tin đảo chính Myanmar. Các thông tin khác, Iran kêu gọi cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Về môi trường, mực nước biển đang tăng nhanh nhiều hơn so với các dự báo. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là một thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Giữa lúc căng thẳng bủa vây, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, mới đây một máy bay săn ngầm Y-8 của Trung Quốc vào phía tây nam của vùng nhận diện phòng không ADIZ thuộc Đài Loan. Cùng ngày, hai máy bay trinh sát và một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ cũng bay gần không phận của Đài Loan. Theo hãng tin CNA dẫn thông báo từ MND, lực lượng phòng không Đài Loan ứng phó bằng cách cho máy bay xuất kích theo dõi chiếc Y-8, phát cảnh báo qua vô tuyến cho đến khi máy bay Trung Quốc rời khỏi ADIZ của Đài Loan. Hôm 31 tháng 1, 5 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào ADIZ của Đài Loan và một máy bay quân sự Mỹ bay gần không phận Đài Loan. Đó là lần đầu tiên MND tiết lộ hoạt động của máy bay quân sự Mỹ gần không phận Đài Loan kể từ tháng 9 2020. Trước đó, Trung Quốc đã lần lượt điều 13 và 15 máy bay quân sự vào ADIZ của Đài Loan liên tiếp trong 2 ngày 23 và 24 tháng 1. Sau khi Trung Quốc điều 13 máy bay vào ADIZ của Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ra thông báo cảnh báo tình trạng Trung Quốc gây sức ép quân sự lên Đài Loan, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan trong việc duy trì khả năng phòng thủ. Cam kết của chúng tôi đối với Đài Loan sẽ không thay đổi và góp phần duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan và trong khu vực. Ông Price nhấn mạnh trong một thông báo được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước thông tin này, ngay sau đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Ba đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh, Washington bình thường hóa mối quan hệ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ nên ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Theo Reuters, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là lãnh đạo cấp cao nhất của nước này, phát biểu về mối quan hệ Mỹ-Trung kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Nguyên nhân là do cả hai bên xung đột về các vấn đề thương mại và công nghệ, đến những vấn đề khác như Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương, Biển Đông. Một bên trấn an Mỹ rằng Trung Quốc không có ý định thách thức hay thay thế vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Ông Dương cũng nhấn mạnh không thế lực nào có thể kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Ông Dương cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Biden không lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia trong thương mại. Đặc biệt, nhà ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định rằng Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc với Mỹ để thúc đẩy mối quan hệ đi lên phía trước theo hướng không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Từ hợp tác xuất hiện 24 lần trong bài phát biểu của ông Dương Khiết Trì. Ông Dương cũng gợi ý các công ty Mỹ có thể thu được lợi nhuận từ xuất khẩu ước tính trị giá 22.000 tỷ đô la sang Trung Quốc trong thập kỷ tới. Vào thứ Ba ngày 2 tháng 2, nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny đã ra hầu tòa trước phiên điều trần có thể bỏ tù ông đến 3 năm rưỡi. Vụ việc chống lại ông Navalny đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc làm phương Tây nổi giận và thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông Navalny bị đưa ra tòa trong tình trạng còng tay, mỉm cười khi nói chuyện với nhóm pháp lý của mình. Nhiều người còn nghe là ông đã hỏi thăm những người xung quanh là vợ ông, bà Yulia Navalnaya có tham gia phiên điều trần hay không. Ông Navalny là một trong những nhà đối lập nổi bật nhất của Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắt tại biên giới Nga vào ngày 17 tháng 1 sau khi trở về từ Đức, nơi ông hồi phục sau vụ đầu độc chất động thần kinh ở Nga. Ông Navalny cáo buộc ông Putin ra lệnh giết ông, điều mà Điện Kremlin phủ nhận. Về phần mình, ông Putin tố cáo ông Navalny là con rối của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Cơ quan quản lý nhà tù của Moscow cáo buộc ông Navalny về hành vi vi phạm lệnh ân xá và muốn tòa chuyển đổi bản án treo mà ông đang thụ án thành một án tù lên đến 3 năm rưỡi.
Chuyển sang một thông tin khác, mới đây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ca ngợi các thanh niên của đảng AK cầm quyền vì họ không phải là thanh niên LGBT, nói rằng họ mới là người được ghi vào lịch sử vẻ vang của quốc gia này, chứ không phải là thanh niên LGBT. Phát biểu gây tranh cãi của ông Tayyip Erdogan được đưa ra sau vụ giam giữ 4 người vào cuối tuần qua vì họ đã đặt một bức tranh trên mặt đất pha trộn hình tượng Hồi giáo với các biểu tượng ủng hộ LGBT. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết trên Twitter rằng 4 kẻ biến thái LGBT đã bị giam giữ. Đồng tính luyến ái không phải là một tội danh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự kỳ thị thì diễn ra rất phổ biến. Các sinh viên tại Đại học Boğaziçi ở Istanbul đã bắt đầu các cuộc biểu tình của họ gần một tháng trước sau khi ông Erdogan bổ nhiệm ông Melibulu làm hiệu trưởng, nói rằng việc bổ nhiệm là phi dân chủ. Liên quan đến chính biến ở Myanmar, mới đây chính phủ Anh đã triệu tập đại sứ Myanmar tại London lên án việc quân đội nước này bắt bà Aung San Suu Kyi cùng các quan chức chính phủ hôm 1 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh hôm 1 tháng 2 thông báo đại sứ Myanmar Kyo Zua Min đã được mời tới văn phòng bộ cùng ngày để đề cập về cuộc đảo chính quân đội. Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố sau đó rằng quốc vụ Khanh Anh phụ trách vấn đề châu Á Nigel Adams lên án cuộc đảo chính quân sự và bắt giam các công dân, bao gồm bà Aung San Suu Kyi. Ông Adams kêu gọi Myanmar đảm bảo an toàn cho những người bị bắt và trả tự do cho họ ngay lập tức. Ông cũng đề nghị Quốc hội Myanmar được phép họp lại trong hòa bình. Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó cũng đăng trên Twitter lên án cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 ở Myanmar và việc bắt cố vấn nhà nước Suu Kyi. Cụ thể, ông viết, lá phiếu của người dân phải được tôn trọng và các nhà lãnh đạo dân sự phải được phóng thích. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba 2 tháng 2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cảnh báo giới truyền thông không nên gây ra xung đột khi đưa tin tức về cuộc đảo chính của Myanmar. Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông muốn tất cả các phương tiện truyền thông cẩn thận khi đưa tin. Ông không muốn điều đó làm tổn hại đến lợi ích kinh tế và xã hội của Myanmar. Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ NLD của bà Suu Kyi đã giành được số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, kết quả mà quân đội từ chối chấp nhận, viện dẫn những cáo buộc gian lận không có cơ sở. Quân đội đã giao quyền lực cho chỉ huy là tướng Min Anh Lang và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng tất cả các hành động của cộng đồng quốc tế phải góp phần vào sự ổn định chính trị và xã hội của Myanmar để ngăn chặn căng thẳng gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra bình luận trước các phóng viên khi được hỏi về cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi có nhận biết những gì đang xảy ra ở Myanmar. Trung Quốc là một nước láng giềng thân thiện của Myanmar, và chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể đối phó với sự khác biệt dưới chế độ pháp quyền và hiến pháp, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị và xã hội. Bất kỳ hành động nào từ cộng đồng quốc tế đều phải đóng góp vào sự ổn định chính trị và xã hội, cũng như xây dựng hòa bình của Myanmar, đồng thời tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Liên Hiệp Quốc đã lên án quân đội Myanmar vào ngày thứ Hai 1 tháng 2 và kêu gọi thả các nhà lãnh đạo được bầu, bao gồm bà Aung San Suu Kyi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, những diễn biến này là một đòn giáng nghiêm trọng đối với cải cách dân chủ và kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo kiềm chế bạo lực và tôn trọng nhân quyền. Vừa qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi Liên minh châu Âu làm trung gian giữa Iran và Mỹ để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã ký kết. Ông Zarif tuyên bố có thể có một cơ chế để Mỹ và Iran đồng thời quay lại thỏa thuận hạt nhân hoặc phối hợp những gì có thể được thực hiện. Ngoại trưởng Iran khẳng định những gì nước này làm là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận hạt nhân và tất cả các bước mà Iran thực hiện đều được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận, giám sát, đồng thời cho rằng chính quyền Mỹ đã không thực hiện lời hứa của mình, áp đặt một cuộc chiến kinh tế toàn diện chống lại Iran. Iran tuyên bố nếu Mỹ dừng lại ngay các lệnh cấm, phong tỏa, Iran sẽ quay lại thực hiện đầy đủ thỏa thuận. Trước khi tranh cử, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết quay trở lại thỏa thuận với điều kiện Tehran phải trở lại tuân thủ đầy đủ các hạn chế áp đặt đối với chương trình hạt nhân. Iran kêu gọi chính quyền mới của Mỹ thực hiện bước đầu tiên trong vấn đề này và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước. Thỏa thuận hạt nhân được ký kết tại Viên giữa Tehran và các nước lớn gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp và Anh vào năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử, đổi lại cộng đồng quốc tế dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Liên quan đến tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, mới đây một trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Tân cương của quân đội Trung Quốc PLA đóng quân tại khu vực cao nguyên được bàn giao lô xe tăng hạng nhẹ Tip 15, song không nêu rõ số lượng. Sau khi nhận bàn giao, trung đoàn đưa số tăng Tip 15 tới diễn tập tại khu vực lạnh giá ở độ cao 4.300m để huấn luyện khả năng thích ứng nhằm nhanh chóng đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ngoài xe tăng Tip 15, trung đoàn này còn nhận một số xe cứu thương bọc thép. Đơn vị này dự kiến tiếp nhận nhiều loại vũ khí và trang bị chuyên cho tác chiến ở độ cao lớn, Trung tá Liu Sudong, Phó Trung đoàn trưởng cho biết. So với tăng chủ lực Tháp 96 và Tháp 99 của PLA, Tháp 15 có trọng lượng nhẹ hơn và cơ động tốt hơn ở những khu vực có độ cao lớn với lượng oxy thấp, phù hợp cho hoạt động tác chiến trên cao nguyên. Tháp 15 sử dụng giáp làm bằng vật liệu mới và được trang bị công nghệ tàng hình, giúp xe tăng nhẹ hơn. Tháp 15 còn sở hữu hệ thống điều khiển hỏa lực và vũ khí tiên tiến, hệ thống nhận biết tình huống chiến trường bổ sung với khả năng nhận diện địch với ta. Sau loạt vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, biên giới chưa phân định được giữa hai nước, Bộ Chỉ huy Tây Tạng của PLA cũng bắt đầu triển khai xe tăng Tháp 15 tới khu vực vào tháng 6 2020. Thưa quý vị, tại Mỹ, cảnh sát thành phố Rochester đã còng tay và xịt hơi cay vào một bé gái 9 tuổi. Người cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được đăng lên mạng khiến cho nhiều người phẫn nộ. Những gì xảy ra thật kinh khủng, gần như lập tức gây phẫn nộ trong tất cả cộng đồng chúng ta. Thị trưởng Lovely Warren nói, bà đã yêu cầu đình chỉ các cảnh sát ngay sau khi biết tin về sự việc, nhưng không cho hay có bao nhiêu người bị đình chỉ. Đoạn video công bố ngày 31 tháng 1 thì có ít nhất 7 cảnh sát có liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1. Ông Andre Anderson, phó cảnh sát trưởng thành phố Rochester cho biết, bé gái trong vụ việc bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng, được cho là có nguy cơ giết mẹ và tự sát. Video từ máy quay gắn trên người của cảnh sát cho thấy cảnh sát đã còng tay cô bé trước khi buộc cô bé vào trong xe và xịt hơi cay. Trong video, bé gái 9 tuổi liên tục khóc, đòi bố trong khi bị cảnh sát khống chế. Một cảnh sát đã nói con đang cư xử như trẻ con và cô bé đáp lại con là trẻ con. Thị trưởng Warren đã lên án việc cảnh sát dùng vũ lực với trẻ em, cam kết sẽ xem xét lại các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật trong thành phố. Đây là vụ bạo lực thứ hai trong chưa đầy một năm của cảnh sát Rochester. Tháng 3 năm 2020, người đàn ông da màu Daniel Brut đã chết sau khi bị cảnh sát trùm kín đầu và đè xuống đường. Cái chết của ông Ruth bị rối loạn tâm thần. Vào thời điểm đó đã gây ra làn sóng biểu tình lớn ở Mỹ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, các dịch vụ nhà hàng ăn uống tại Pháp hiện vẫn chưa được cấp phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng tại nước này đang tìm cách bất chấp lệnh cấm như một cách để thể hiện những khó khăn mà họ phải trải qua trong giai đoạn dịch bệnh. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, dù vẫn đang trong lệnh giãn cách của chính phủ, nhưng bà Katia đã quyết định mở lại nhà hàng nhỏ của mình, nằm ở phía bắc nước Pháp. Tôi đã đầu tư mọi thứ vào nhà hàng này, nhưng hiện giờ tôi còn phải làm thêm hai công việc nữa. Tôi mở việc kinh doanh để có nguồn thu, nhưng bây giờ lại đang phải làm việc khác để duy trì việc kinh doanh của mình. Thật là vô lý. Động thái chống lại quy định của bà Katia cũng không thể duy trì được lâu, vì sau đó đã có hai cảnh sát xuất hiện lập biên bản. Bà đang phải đối diện với án phạt 3.500 euro. Dù vậy, những hành động như của bà Katia đang cho thấy tình trạng chung của nhiều nhà hàng trên khắp nước Pháp khi các lệnh đóng cửa đã ảnh hưởng trầm trọng tới doanh thu của họ. Cũng liên quan đến COVID-19, mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 9 tỉnh thành khác tới ngày 7 tháng 3. Thủ tướng Suga đã thông báo kế hoạch này với Quốc hội sau cuộc họp của nhóm chuyên gia cố vấn. Thủ tướng Suga dự định sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo theo đúng kế hoạch vào ngày 7 tháng 2 vì tình hình dịch bệnh ở đây đã cải thiện đáng kể. Như vậy, các tỉnh thành vẫn nằm trong phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp bao gồm Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo và Fukuoka. Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ Nhật Bản, không loại trừ khả năng chính phủ Nhật sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn 7 tháng 3 ở những tỉnh thành mà tình hình dịch bệnh có cải thiện. Hôm 7 tháng 1, Thủ tướng Suga đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận trong thời gian từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Sau đó, vào ngày 13 tháng 1, phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp đã được mở rộng ra 7 tỉnh khác. Trước tình hình này, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các chính quyền địa phương, trợ cấp cho các nhà hàng và quán bar tuân thủ theo các yêu cầu. Mặt khác, chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa và làm việc theo ca với mục tiêu giảm 70% số lượng nhân viên làm việc tại văn phòng,
đồng thời không để cho nhân viên làm việc sau 20 giờ, ngoại trừ các công việc cần thiết để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, khác với năm ngoái, chính phủ sẽ không yêu cầu các trường học trong phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp phải tạm thời đóng cửa, nhưng phải triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cũng tại Nhật Bản, vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Tokyo 2020 Yoshiro Mori cho biết, trong một cuộc họp với các đơn vị tổ chức, Thế vận hội bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra trước mùa hè. Ông khẳng định, chúng tôi chắc chắn sẽ tiến tới việc tổ chức bất kể dịch bệnh diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã qua giai đoạn thảo luận về việc tổ chức hay không. Đó là cách chúng tôi sẽ làm điều đó. Hãy nghĩ về một kiểu Thế vận hội mới trong dịp này. Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên khắp thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại một năm và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021. Trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, biến đổi khí hậu đang khiến các đại dương dâng cao nhanh hơn so với dự báo bi quan nhất của các nhà khoa học, dẫn đến nguy cơ lũ lụt nhanh hơn đối với các quốc gia ven biển đang phải vật lộn để thích ứng. Theo một nghiên cứu vừa được phát hành trên tạp chí khoa học Đại dương, tác động của việc nước biển dâng cao đột ngột tác động đến 2/5 dân số trái đất đang sống gần các bờ biển. Tài sản có thể đối mặt với nguy hiểm lớn từ lũ lụt, siêu bão và triều cường. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng các quốc gia phải kiềm chế lượng phát thải nhà kính nhiều hơn dự kiến để giữ cho mực nước biển nằm trong tầm kiểm soát. Theo ông Aslak Grinstead, một nhà địa vật lý tại Đại học Copenhagen, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, các nền kinh tế cần phải cắt giảm thêm 200 tỷ tấn carbon, tương đương với khoảng 5 năm lượng khí thải toàn cầu để duy trì trong ngưỡng đặt ra các dự báo trước đó. Trong tháng trước, nhiệt độ tăng cao đã làm tan chảy 28.000 tỷ tấn băng, tương đương với một lớp băng dày 100 mét bao phủ toàn bộ Vương quốc Anh, khiến các nhà khoa học dự đoán rằng các kịch bản khí hậu trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Một thông tin về không gian, thưa quý vị, vừa qua ông chủ SpaceX Elon Musk đã công bố kế hoạch đưa phi hành đoàn dân dụng đầu tiên lên vũ trụ vào cuối năm 2021. Đây là sứ mệnh mang mục đích từ thiện do doanh nhân công nghệ Jay Isaac Man chỉ huy. Trong thông cáo báo chí, SpaceX cho biết sẽ có 3 người đi cùng Isaac Man trên phi thuyền Crew Dragon. Ông Isaac Man là một phi công được huấn luyện, đồng thời là CEO của Shift for Payments. Thông qua dự án này, ông Isaac Man cho biết mục tiêu của ông là gây quỹ từ thiện trị giá 200 triệu đô la cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ Em St. Jude. Chỉ cần quyên góp ít nhất 10 đô la, nhà hảo tâm sẽ có cơ hội được chọn tham gia chương trình bay vào không gian. Theo thông cáo báo chí, Isaac Man sẽ chọn ra 3 người bất kỳ đại diện cho những phẩm chất của sứ mệnh bao gồm lãnh đạo, hy vọng, sự hào phóng và thịnh vượng. Dự kiến trong vài tuần tới, SpaceX sẽ công bố cụ thể phi hành đoàn. CEO Elon Musk cho biết đây là cột mốc quan trọng với mục tiêu cho phép mọi người tiếp cận không gian. Ông đồng thời cho biết mục tiêu chính của SpaceX là giúp giảm thiểu chi phí bay vào vũ trụ trong tương lai. Sứ mệnh mang tên Inspiration 4 sẽ khởi hành từ bãi phóng 39A của SpaceX tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida ở Mỹ. Trước khi bay, thành viên phi hành đoàn sẽ tham gia quá trình đào tạo đặc biệt. Với trọng tâm là cơ học quỹ đạo, hoạt động trong môi trường không trọng lực, vi trọng lực và các bài kiểm tra sức chịu đựng. Chuyển sang một thông tin về công nghệ, quý vị thân mến, vừa qua, Google quyết định sẽ đóng cửa bộ phận phát triển trò chơi Stadia nội bộ và biến Stadia trở thành nơi phát trực tuyến trò chơi từ các nhà phát triển hiện tại, thay vì phát triển trò chơi của riêng mình cho dịch vụ này. Ông Phil Harrison, Phó Chủ tịch Google và Tổng Giám đốc Stadia cho biết trong một bài đăng trên blog rằng việc tạo ra các trò chơi hay nhất ngay từ đầu cần nhiều năm và tiền đầu tư đáng kể, đồng thời chi phí sẽ tăng theo cấp số nhân. Khi xét đến sự tập trung vào việc xây dựng công nghệ đã được chứng minh của Stadia cũng như tăng cường mối quan hệ đối tác kinh doanh, chúng tôi đã quyết định sẽ không đầu tư thêm vào việc đưa nội dung độc quyền từ nhóm phát triển nội bộ Stadia Games and Entertainment, SG&E, trừ các trò chơi đã được lên kế hoạch ngắn hạn. Là một phần của sự thay đổi đó, công ty sẽ đóng cửa cả hai studio trò chơi ở Los Angeles và Montreal. Google cho biết hầu hết các nhóm SG&E sẽ chuyển sang các vai trò mới, như Jay Raymond hiện dẫn dắt Stadia sẽ rời công ty. Bản thân Stadia cùng với dịch vụ thuê bao tháng, Stadia Pro 9,99 đô la Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai và Google có thể tiếp tục đảm bảo các tựa game độc quyền của bên thứ ba. Các trò chơi sắp được lên kế hoạch sẽ vẫn được phát hành trên Stadia.
Stadia ra mắt vào năm 2019, cùng với một đơn vị phát triển trò chơi nội bộ, được kỳ vọng sẽ tạo ra các tựa game cho nền tảng này. Việc đóng cửa các studio nội bộ của Stadia đánh dấu một đòn giáng nghiêm trọng vào tham vọng trò chơi của Google. Tại thành phố Nablus, Palestine, với mong muốn giúp khách hàng có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, khi hầu hết các hoạt động du lịch trong cả nước đều bị hạn chế trong bối cảnh đại dịch. Một quán cà phê đã nghĩ ra cách thu hút khách hàng bằng cách trang trí cho không gian, bằng cách đưa thiên nhiên vào, từ lối ra vào, bàn ghế, thậm chí là cả bức tường. Du khách sẽ có cảm giác mình đang bước vào một khu rừng khi đến đây. Với những chiếc ghế dài bằng gỗ và tông màu đất nhẹ nhàng, quán cà phê này được thiết kế để du khách có thể thư giãn với khung cảnh yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Ngoài thiết kế, điểm thu hút khách hàng đó là món cà phê đậm đà và ẩm thực Trung Đông truyền thống. Lý do mà người Palestine yêu thích quán cà phê này phần lớn là do thiết kế, bởi nó mang đến cho người ta cảm giác như mình đang được đi nghỉ dưỡng hay ít nhất là cảm giác được đến một vùng đất mới. Đại dịch và các vụ phong tỏa liên tục ở bờ Tây đã dẫn đến suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Và chủ sở hữu Ahmad Akub cho biết ông đang sử dụng quán cà phê như một phần của chiến dịch quảng cáo để thu hút khách du lịch đến thành phố. Vừa qua tại bang New South Wales, Úc, hàng trăm con chuột đã chạy qua một con đường gần thị trấn Wangan, đặc biệt là trong khu vực canh tác giữa vùng Combine Chains và Piliga. Truyền thông đưa tin số lượng chuột đang gia tăng trên khắp các vùng trồng lúa mì ở New South Wales và Queensland sau những trận mưa lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.